Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trần Thảo An Khang, Thảo Audio Bình Dân. Và hôm nay em làm clip này để giới thiệu và test cho quý vị và các bạn chúng ta nghe chất âm của đôi loa phát test. Cái bên này là G103 quý vị ha. Nhạc acoustic tuyệt vời luôn quý vị. Thì đây, nhạc có thì nguồn nhạc thì em lấy từ trên TV xuống qua cái đầu giải mã Sony và xuống con Ampli. Có bên này là và thương hiệu là Pioneer, bên này là 8800X quý vị ha. Thì cũng không để quý vị và các bạn chờ lâu, Trần Thảo Khang xin mời quý vị và các bạn cùng nghe. Con ly này nó thể hiện nhạc, đoạn nhạc acoustic vậy nha. Nghe phê luôn đi. Như ca sĩ đứng trước mặt hát. Yêu đôi môi hồng điểm đẹp sáng tươi, yêu đôi tay ngà làn má thắm, tóc xanh buông lạ nhớ em nhớ bao thừa ấy. Thừa ấy có em anh chưa từng dừng đi âm thầm ngoài phố đêm thâu, chưa mang hương lành ngoài bến phong. Hỡi em về đâu cho đời mình luôn nhớ nhau. Từ ngày xa cách nhau, ngày đi buồn không nói dù một câu cho vơi nhớ. Hay là chua xót nên em nguyện mãi lâu kia thiếu chân gọi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng anh hay thường buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc tình héo hắt với tâm tư sâu đậm kể từ ngày. Oh.
Đôi lo này giá rất là rẻ, vì nghe nhạc thì rất là hay. Các bạn nào có yêu mến đôi lo này, muốn sở hữu như là sưu tập đôi lo này thì liên hệ Trần Thảo Khang số điện thoại này quý vị nha, 0902764784 quý vị nha. Thì đây em cũng còn cặp chép phó test luôn nữa quý vị, lo phó test và cặp chép phó test luôn, quý vị lấy cả hai giá tốt cho cả hai quý vị nha. Thì các clip báo giá chi tiết của từng món thì em đã có up lên từng clip riêng biệt rồi quý vị ha. Vì vào kênh Trần Thảo Khang vì xem thì vì sẽ biết giá cả thì rất là cạnh tranh, rất là bình dân so với những nơi khác bán vậy ha, bởi vì tên mình là Audio Bình Dân, nhất định mình sẽ bán bình dân cho anh em chơi. Rồi đến đây thì em xin dừng video, xin thành công và các bạn nhé. Quý vị và các bạn trước khi thoát khỏi clip, quý vị nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh Trần Thảo Khang cũng như là tiện theo dõi các clip mới nhất Trần Thảo Khang up lên mỗi ngày đi nha. Em xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào clip sau.